Cappuccino là đồ uống rất 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 nổi tiếng, mà nổi tiếng thì đi kèm với giá cao, lãi nhiều và lượng khách hàng lớn. Cappuccino phiên bản Việt Nam được sáng tạo nhằm lấy được những lợi thế đó. Bài số 11 của Fan Chơi Online, Cappuccino Việt Nam đá. Đồng sáng lập ra Pha Chế Online đầu tiên. Đây là nơi những chủ cửa hàng được học những công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Điều gì khiến cốc cappuccino Việt Nam đá trở nên hấp dẫn hơn? Đó là cốc thủy tinh 300ml. Bắt đầu với bước 1, làm lạnh và trang trí. Đầu tiên, cho 2 viên đá vào bình lọc. Tiếp đến, rót 120ml sữa tươi và 10ml cốt dừa vào bình lọc. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Xong bước 1. Bước 2, rót nguyên liệu, rót 30ml cà phê, 20ml đường vào ca đong. Khuấy đều. Rót nhẹ nhàng vào cốc. Xong bước 2. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm một ống hút dài. Một cốc nước lọc. Và rắc bột cà phê lên mặt cốc. Hoàn thành. Công thức rút gọn của cappuccino Việt Nam đá. Tổng kết các bước làm ra cappuccino Việt Nam đá. Bước 1, làm lạnh và trang trí. Cho 2 viên đá vào bình lắc. Rót 120ml sữa tươi và 10ml cốt dừa vào bình lắc. Lắc bình lắc, đổ ra cốc. Bước 2, rót nguyên liệu, đong 30ml cà phê và 20ml đường. Khuấy đều, rót nhẹ nhàng vào cốc. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm ống hút dài và cốc nước lọc. Rắc bột cà phê lên mặt cốc. Trước khi chia sẻ với bạn thông tin của khách hàng muốn thưởng thức cappuccino Việt Nam, hãy xem giá cốt và giá bán trước. Sao cappuccino Việt Nam lại có thể bán với giá cao hơn những đồ uống cà phê khác? Bởi vì đối tượng khách hàng mong muốn thưởng thức đồ uống này đó là dân văn phòng, freelancer, người làm trong F&B và khách du lịch. Đây đều là những đối tượng dám chi trả cao với mong muốn thưởng thức đồ uống mới. Tuổi 23 đến 45, thời gian sáng 8 giờ đến 11 giờ và chiều
1 giờ đến 5 giờ. Chúc mừng bạn đã biết được cách làm của cappuccino Việt Nam cảm nóng lẫn đá. Đồ uống sáng tạo này sẽ giúp bạn vượt lên trên đối thủ. Ok, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm biệt, và bài học tiếp theo có tên là Latte. À quên, nếu các bạn có thắc mắc hãy cho tôi biết bằng cách bình luận xuống phía dưới. Bye.